cừu nhân tạo. Đây là lông cừu nhân tạo nha các chị nhá, rất là ấm áp và mềm mại ạ. Ok chị Hồng Minh Thư, ok chị Đỗ Nhạn nhá. Áo kaki này hôm nay em cũng chỉ xả với giá 35k thôi nhá. Chỉ xả với giá 35k một áo thôi. Áo kaki này được lót lông cừu nhân tạo, bên trong tạo cảm giác mềm mại và ấm áp nhá. Rồi nhanh tay giùm em cho em xin một chấm chào chị Tú Tú nào. Chào tất cả các mẹ đang xem live của em ạ. Áo phao cho bé gái có luôn mẹ ơi. Áo phao thì bên trong là lông vũ nhá. Áo phao thì được bên trong là lông vũ, có 8 cân chị Đoan Ngọc Trinh ơi, có 8 cân nhá. Rồi áo khoác kaki này ạ. Áo khoác kaki lót lông cừu nhân tạo ạ. Áo khoác kaki này lót lông cừu nhân tạo này hôm nay xả với giá 35k một áo đấy ạ. 35k một áo dành cho mẹ nào nhanh tay giùm em nhá. Nhanh tay giùm em xả với giá 35k dành cho mẹ nào chia sẻ đầy đủ ạ. Hai lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm và live biết cho em. Nhà em đủ size đủ số từ 7 đến 32 cân ạ. Nhà em đủ size đủ số từ 7 đến 32 cân. Kaki đủ các màu nhá. Kaki nhà em có 5 màu, màu đỏ này, màu đen, màu vàng, màu hồng và màu nâu nhá. Bán áo kaki lông cừu nhân tạo này xả với giá 35k một áo dành cho mẹ nào chia sẻ đầy đủ nào. Hai lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm và like biết cho em được không ạ? Rồi mẹ nào lấy áo kaki nhanh tay chia sẻ đủ giùm em nhá. Ok chị Phạm Duyên, kaki vàng và phao xanh ok chị ạ. Áo khoác phao này được lót lông vũ bên trong ạ. Áo khoác phao siêu nhẹ và siêu ấm được lót lông vũ bên trong nhá. Xả với giá là 35k một áo khoác phao đây ạ. Áo khoác phao thì về đủ màu cho các mẹ lựa chọn thoải mái luôn. Siêu nhẹ và siêu ấm ạ. Áo khoác phao lót lông vũ, đặt hàng vui lòng chia sẻ đúng giùm em. Hai lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm và like biết cho em. Áo khoác phao này cả trai cả gái đều mặc được các mẹ nhá. Áo khoác phao này cả trai cả gái đều mặc được luôn. Áo khoác phao có từ 7 đến 32 cân ạ. Áo khoác phao này đủ size từ 7 đến 32 cân nhá. Rồi đặt hàng vui lòng chia sẻ đúng giùm em. Ok chị lấy hai áo ạ. Chị lấy hai áo vui lòng chia sẻ đúng giùm em để em đặt hàng. 20 cân có chị Bình Nguyên Thị nhá. 20 cân có nào. Chị Hiền Anh ơi, áo khoác phao cho bé 13 ký chị lấy màu gì, ghi rõ màu giùm em ạ. Rồi mẹ nào đặt hàng vui lòng chia sẻ đầy đủ giùm em. Hai lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm và ai biết cho em. Áo khoác phao này được lót lông vũ bên trong cực ấm luôn ạ. Cực ấm và cực nhẹ các chị nhá, mặc như không mặc luôn. Chỉ với giá là 35k và lại một sale một like duy nhất hôm nay nào, nhanh tay giùm em nhá. Xả với giá 35k một áo thôi ạ. Rồi, áo khoác da đây ạ. Da này thì được, da này là không bong không chóc nha, mẹ nào nhanh tay giùm em ạ. Da này là không bong không chóc, mẹ nào nhanh tay giùm em nhá. Áo khoác da cho cả bạn trai, bạn gái dành cho mẹ nào chia sẻ đầy đủ nào. Ok chị Hồng Ông ạ, chị đã chia sẻ rồi, đặt hàng mua cho em chị Hồng Ông nhá. Mẹ nào chia sẻ đầy đủ rồi đặt hàng mua cho em. Ok chị Đoan Ngọc Trinh lấy áo khoác phao xanh bao nhiêu cân cho em cân nặng đi ạ. Áo khoác kaki có 12 cân chị Lê Hồng Nhung nhá. Áo khoác da này được lót lụa bên trong, ở bên ngoài là lớp da dẻo nhá, lớp da dẻo không bong không chóc ạ. Xả với giá là 35k một áo khoác da cho bé trai bé gái đều mặc được. Ok chị Hồng Tươi, chị lấy hai cái đúng không ạ? Chị Hồng Tươi lấy hai cái, hai loại gì đấy chị ơi, ghi rõ giùm em chị Hồng Tươi nhá. Và chia sẻ đầy đủ giùm em ạ. Rồi 35k một áo dành cho mẹ nào chia sẻ đầy đủ. Hai lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm và like biết cho em. Áo khoác da này lót lụa bên trong, lớp da ngoài là lớp da dẻo không bong không xước nha các chị nhá. Rồi không bong không xước, đi nắng đi mưa thoải mái, giữ cản gió cực tốt ạ. À. Ok chị Phạm Duyên chia sẻ đầy đủ là đặt hàng luôn cho em ạ. À. Ok chị Đoan Ngọc Trinh đặt hàng luôn cho em. Ok chị Nguyễn nhá. Ok chị Nguyễn Tuấn nào. Rồi đặt hàng vui nhanh. Ok chị Hồng Thỏa, em kiểm tra luôn cho mình nhá. 8 đến 10 cân có chị Chân Trời mới ơi. Ok chị Tươi Hồng chia sẻ đủ giùm em để em chốt nào. Ok chị Ông Hồng cho em số điện thoại nhá. Hai áo khoác phao, hai áo 20 cân và 14 cân ạ. À. Rồi ok chị chia sẻ đủ giùm em nhá. Rồi áo khoác kaki lót lông cừu nhân tạo nhá. Áo khoác kaki này được lót lông cừu nhân tạo ạ. Thì hôm nay chỉ xả 35k một áo dành cho mẹ nào chia sẻ đủ thôi. Được lót lông cừu nhân tạo bên trong nhá. Kaki vàng, kaki hồng và kaki màu nâu. Đủ size đủ số cho bé từ 7 đến 35 cân nhá. Đủ size đủ số từ 7 đến 32 cân. Xả với giá 35k dành cho mẹ nào chia sẻ đây ạ. Bên trong được lót lông cừu nhân tạo, các mẹ thấy không ạ? Được lót lông cừu nhân tạo cực mềm mại dễ chịu luôn ạ. Rồi ok chị Quỳnh Thúy nhá, áo khoác phao cho bé 11 cân mặc đẹp luôn ạ. Nhà em đủ size từ 7 đến 35, 32 cân. Đủ size từ 7 đến 32 cân ạ. Rồi mẹ nào đặt hàng vui lòng chia sẻ đủ giùm em. Áo khoác kaki lót lông cừu nhân tạo một nai duy nhất xả về giá 35k thôi. Mẹ nào nhanh tay đặt hàng trước em chốt trước. Có size 6 cân ạ. Nhà em có size từ 7 cân nhưng mà 6 cân vẫn đặt được, chị Nguyễn Thị Nhật Lệ nhá. Ok chị lấy hai áo cho em xin đầy đủ cân nặng cộng số điện thoại đi ạ. Ok chị Hoàng Trơn 35k một áo nhá. 35k một áo dành cho mẹ nào chia sẻ đủ thôi. Rồi ok chị Loan ơi, chị lấy hai cái đúng không ạ? Chị Loan Anh lấy hai
cái chia sẻ đủ rồi em. Hai áo khoác da ok chị ạ. Áo khoác kaki nốt nông cừu cho cả bạn trai bạn gái nhá. Các mẹ lưu ý đây là cừu nhân tạo các chị nhá. Rồi nhanh tay ok chị lấy ba áo cho em xin đầy đủ cân nặng cộng số điện thoại nào. Hôm nay mẹ nào chia sẻ trên 30 hội nhóm em miễn ship về tận nhà nhá. Chia sẻ đầy đủ cho em hai lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm bạn ai biết cho em. Áo khoác kaki nốt nông cừu nhân tạo về 5 màu luôn ạ. Về 5 màu cho các mẹ lựa chọn thoải mái. Ok chị thấy 4 áo đúng không ạ? Chị thấy 4 áo khoác kaki nốt nông cừu nhân tạo ok. Chị Nguyễn Ngọc Dung chia sẻ đầy đủ rồi đặt hàng luôn cho em nhá. Bên em chỉ chốt cho mẹ nào chia sẻ đầy đủ thôi nào. Hai lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm và like bếp cho em thôi nhá. Mẹ nào chia sẻ đầy đủ rồi đặt hàng mua cho em được không ạ? Rồi áo khoác kaki nốt nông cừu nhân tạo nhanh tay giùm em. Cực ấm, cực dễ chịu luôn, không có mẫu nào ấm như bằng mẫu nông cừu. Các mẹ ơi, nông cừu thì các mẹ biết rồi là cực ấm và cực dễ chịu luôn. Ok chị Đỗ Nguyên nhá. Mẹ nào đã chia sẻ đầy đủ rồi đặt hàng luôn cho em xin cân nặng cộng số điện thoại nhá. Em chỉ chốt cho mẹ nào chia sẻ đủ thôi, tại vì là hôm nay em sẽ xả hết cho mẹ nào chia sẻ đủ thôi nhá. Mẹ nào chia sẻ thiếu em sẽ không chốt đâu. Ok, áo khoác da đây ạ. Áo khoác da này xả với giá 35k. Cả nam cả nữ đều mặc được áo khoác da nhà em nhá. Chất da cực đẹp luôn, cản gió cực tốt ạ. Các mẹ đi nắng đi mưa thoải mái với áo khoác da này. Áo khoác da này thì được mặc được 4 mùa luôn nhá. Ok chị ơi, áo này với giá 35k một áo cho mẹ nào chia sẻ đầy đủ nào. Hai lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm và like bếp cho em ạ. Ok, mẹ chia sẻ trên 30 hội nhóm sẽ được miễn ship về tận nhà nhá. Rồi ok, là áo đen bao nhiêu? Áo da đen này 35k luôn chị Minh Thủy ơi. Đố size đúng số từ 7 đến 32 cân nhá. Đố size đúng số từ 7 đến 32 cân. Dành cho mẹ nào chia sẻ đầy đủ. Ok chị Trường My nào, chia sẻ đầy đủ rồi đặt hàng luôn chị Trường My nhá. Ok chị lấy 4 áo đúng không ạ? Lấy 4 áo khoác da luôn. Lấy 4 áo khoác da hai đỏ và hai đen chia sẻ đủ giùm em. Ok chia sẻ 20 hội nhóm. Ok chị đặt hàng luôn cho em đi ạ. Ok chị Lê Thành chia sẻ đầy đủ rồi đặt hàng luôn. Ok chị Châu Khải nhá. Áo khoác da này thì là chất da dẻo ạ, không bong không chóc và đặc biệt là không xước nhá các chị nhá. Chất da này cả nam cả nữ đều mặc được. Áo khoác da này được nốt lụa cực đẹp luôn ạ. Áo khoác phao nốt lông vũ đấy ạ. Áo khoác phao này được nốt lông vũ nhá, cực nhẹ và cực ấm ạ. Áo khoác phao này là cực nhẹ và cực ấm, cả bạn trai bạn gái đều mặc được. Xả với giá 35k nhá. Xả với giá 35k dành cho mẹ nào tranh tay giùm em ạ. 35k một áo khoác phao dành cho mẹ nào chia sẻ đủ nào. Mẹ nào chia sẻ đầy đủ rồi đặt hàng luôn cho em nhá. Chia sẻ hai lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm và like bếp cho em ạ. Phao này cả nam cả nữ đều mặc được, siêu nhẹ và siêu ấm ạ. Áo khoác phao này được ngon lông vũ bên trong cực đẹp luôn nhá. Rồi chị lấy hai áo khoác phao cho em đầy đủ đi ạ. Từ 7 đến 32 cân đủ size, áo khoác phao này đủ size từ 7 đến 32 cân nhá. Mẹ nào chia sẻ đủ em mới chốt thôi, chia sẻ thiếu em không chốt được đâu. Ok chị Nguyễn Ngọc Bích ạ, hai áo da đen đỏ rồi ok cho em cân nặng của bé nào Nguyễn Ngọc Bích ơi. Ok chị Phương Anh ơi, không chia sẻ thì sẽ không được chốt đâu ạ. Rồi ok chị Nguyễn Tuấn chia sẻ 30 hội nhóm sẽ được miễn ship về tận nhà nhá. Ok chị Nguyễn Anh Nhung thấy mình rồi, chị Nguyễn Trang Nhung ơi thấy mình rồi. Ok 28 cân có đủ size từ 7 đến 32 cân ạ. 35k rồi ok chị Kim, chị Kiều Kim, chị Kim ơi. Chị Kim chia sẻ đủ giùm em cho em số điện thoại chị Kiều Kim nhá. Áo khoác phao siêu nhẹ và siêu ấm. Xả với giá 35k, áo khoác phao này được nốt lông vũ nhá. Được nốt lông vũ cực ấm cực đẹp luôn ạ. Rất là đẹp luôn, cả trai cả gái đều mặc được. Các mẹ nhanh tay đặt hàng luôn nào. Rồi ok cho em ạ. Từ 7 đến 32 ký ok cho chị Nguyễn Quyên nào. Ok cho chị Nguyễn Quyên, cho chị Hà Minh Trí, cho chị Hằng Nguyễn nào. Rồi ok ạ, chị Nguyễn Thu Trang rồi ok chị Nguyễn Thu Trang 9. Rồi ok 10 cân rồi ok chị Nguyễn Ngọc Bích 9 cân ok chị nhá. Áo khoác phao với giá nào? Áo khoác phao hôm nay em chỉ xả với giá là 35k. Áo khoác phao này được nốt lông vũ nào, mẹ nào chia sẻ đầy đủ em chốt luôn nhá. Ok chị Minh, chị Phạm Anh chia sẻ đầy đủ rồi đặt hàng luôn Phạm Anh ơi. Chị Hòa Thơm ơi chia sẻ đủ giùm em để em chốt cho Hòa Thơm nào. Rồi ok chị Vũ Hương nhá. Ok chị Candy Trần nào. Ok thấy Candy Trần rồi. Nhã Phương ơi, Nhã Phương đã chia sẻ đủ chưa Nhã Phương ơi? Rồi ok chị Nguyễn Thị Nhật Lệ nào. Các mẹ nào đặt hàng vui lòng chia sẻ đủ giùm em ạ. Các mẹ chia sẻ thiếu em sẽ không chốt nhá. Mẹ nào chia sẻ thiếu là em sẽ không chốt được đâu ạ. Rồi ok chị Mimi Nho nhá. Ok chị Mimi Nho. Ok ông Hồng nào. 32 hội nhóm mình sẽ được miễn ship về tận nhà nhá. Ok chị Mimi Nho. 30 hội nhóm mình sẽ được miễn ship về tận nhà 8 cân. Ok chị Dương Thị Hạnh nào. Dương Thị Hạnh ơi chia sẻ đầy đủ đi đặt hàng luôn ạ. Ok chị Hòa Thơm nhá. Các mẹ ơi, các mẹ đặt hàng vui lòng chia sẻ cho em hai lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm và like bếp cho em ạ. Mẹ nào chia sẻ đủ thì em mới chốt nhá. Mẹ nào chia sẻ thiếu là em sẽ không chốt được đâu ạ. Em chỉ chốt cho mẹ nào chia sẻ đủ thôi ạ. Rồi ok chị Phạm Thị Phương Thanh Phương nào, áo này đồng giá 35k. Rồi ok nào, like sập sàn các chị nhanh tay giùm em. Khuất Na Anna rồi ok chị nhá. Nhanh tay chia sẻ đầy đủ giùm em, rất là nhiều mẹ đang chia sẻ thiếu ạ.
Áo khoác kaki được nốt lông cừu nhân tạo nhá. Áo khoác kaki 5 màu được nốt nốt lông cừu nhân tạo đây ạ. Áo khoác kaki 5 màu được nốt lông cừu nhân tạo nhá. Em sẽ xả hôm nay chỉ xả với giá nào? 35k đây ạ, nốt lông cừu nhân tạo ạ. Áo khoác kaki 5 màu được nốt nốt lông cừu nhân tạo nào các mẹ nhanh tay ạ. Lông cừu nhá. Lông cừu này là lông cừu nhân tạo cực ấm, cực đẹp, cực dễ chịu luôn ạ. Chỉ với giá 35k áo khoác da 10 cân được bà ơi, chia sẻ đầy đủ giùm em để em chốt cho bà nhá. Rồi ok, chị Candy Trần một áo khoác kaki vàng ạ. Áo khoác kaki này được nốt lông cừu nhân tạo hôm nay xả với giá nào? 35k một áo dành cho mẹ nào chia sẻ đầy đủ ạ. Mẹ nào chia sẻ thiếu em không chốt ạ. Hiện tại rất là nhiều mẹ đang chia sẻ thiếu nhá. Hiện tại có rất là nhiều mẹ đang chia sẻ thiếu. Các mẹ chia sẻ đầy đủ giùm em ạ. Các mẹ chia sẻ đầy đủ giùm em nhá. Chia sẻ thiếu em không chốt được đâu. Ok chị Châu Khang nào, chị Châu Khang ơi, chị đấy Khang áo đỏ đen 25 cân rồi. Ok chia sẻ đầy đủ giùm em để em chốt. Ok Minh Thúy nhá. Em chỉ chốt cho mẹ nào chia sẻ đầy đủ thôi. Mẹ nào chia sẻ thiếu em không chốt được. Rất là nhiều mẹ đang chia sẻ thiếu. Chị Lê Thành ơi, chia sẻ đủ em mới chốt. Chia sẻ thiếu em không chốt được đâu ạ. Chia sẻ thiếu em sẽ không chốt nha. Rất là nhiều mẹ đang chia sẻ thiếu luôn. Các mẹ đặt hàng nhưng các mẹ không chia sẻ đủ sẽ không được chốt nha. Ok chị Vũ Hường ạ. Rồi ok, áo khoác kaki được nốt lông cừu nhân tạo ạ. Xả với giá là 35k một áo khoác kaki được nốt lông cừu nhân tạo. Bên sau lưng có thêu hoa nhá. Áo nốt được nốt lông cừu nhân tạo cực ấm mà cực dễ chịu đấy ạ. Cực ấm mà cực dễ chịu luôn nhá. Siêu phẩm của mùa đông năm nay xả với giá là 35k. Ok chị Lê Nguyệt chia sẻ đầy đủ đặt hàng luôn cho em Lê Nguyệt nhá. Các mẹ nhớ là cho em số điện thoại ạ. Rất là nhiều mẹ không chọn số điện thoại nên em không chốt được đâu nhá. 35k một áo khoác kaki nốt lông cừu nhân tạo đi ạ. Các mẹ nhanh tay chia sẻ đầy đủ 35k một áo dành cho mẹ nào chia sẻ đầy đủ thôi. Các mẹ chia sẻ thiếu em sẽ không chốt đâu. Em chỉ chốt cho mẹ nào chia sẻ đủ thôi nhá. Mẹ nào chia sẻ thiếu em không chốt ạ. Chị Candy Trần ơi, mình chia sẻ thiếu rồi em vẫn chưa chốt được nha chị Candy Trần ơi. Rồi chị Minh Thúy ơi, kiểm tra rồi chia sẻ giùm em đi ạ. Các mẹ chia sẻ thiếu cực nhiều nhá. Rồi ok chị Hoa Coco ơi, chị lấy 3 cái vui lòng chia sẻ đủ giùm em. Hôm nay mẹ nào chia sẻ trên 30 hội nhóm em sẽ miễn ship toàn quốc. Chị Phương Tây ơi, chị kiểm tra lại được chia sẻ giùm em nhá. Có rất là nhiều mẹ đang chia sẻ thiếu em sẽ không chốt được đâu ạ. Rồi chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân, tối thiểu 10 hội nhóm và live cho em nhá. Mẹ nào chia sẻ đầy đủ em mới chốt, chia sẻ thiếu không chốt đấy ạ. Áo khoác kaki nốt lông cừu đúng size từ 7 đến 32 cân, đúng size từ 7 đến 32 cân, xả với giá là 35k một áo dành cho mẹ nào chia sẻ đủ thôi. Mẹ nào chia sẻ thiếu không chốt. 2 lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm và live cho em nhá. Áo khoác da đi ạ, áo khoác da nhá. Áo khoác da cả trai cả gái đều mặc được, xả với giá 35k một áo khoác da. Mẹ nào đặt hàng vui lòng, mẹ nào đặt áo gì chia sẻ đầy đủ giùm em và đặt luôn nhá. 35k một áo khoác da dành cho mẹ nào chia sẻ đủ thôi ạ. Mẹ nào chia sẻ thiếu em không chốt đâu ạ. Rất là nhiều mẹ chia sẻ thiếu. Có nhiều mẹ đặt hàng nhưng mà không hề chia sẻ luôn thì em sẽ không chốt cho mẹ đấy nhá. Em chỉ chốt cho mẹ nào chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm và ai biết cho em thôi. Còn mẹ nào chia sẻ trên 30 hội nhóm em sẽ miễn ship về tận nhà nhá. Rõ ràng luôn ạ, mẹ nào đúng điều đủ điều kiện thì em sẽ chốt, còn mẹ nào không chia sẻ đủ em sẽ không chốt. Rồi, áo khoác đây ạ, áo khoác phao nông vũ nhá. Áo khoác phao nông vũ siêu nhẹ và siêu ấm chỉ xả với giá 35k thôi ạ. Một like chiều like duy nhất thôi, mẹ nào chia sẻ đủ giùm em ạ. 35k một áo dành cho mẹ nào chia sẻ đầy đủ nào. Hai lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm và like cho em. Mẹ nào chia sẻ đủ em mới chốt, còn mẹ nào chia sẻ thiếu em không chốt nhá. 35k một áo khoác lông vũ đấy ạ. Các mẹ chia sẻ nhanh tay giùm em để em chốt luôn nào. 35k một áo khoác lông vũ nhá. Chia sẻ đầy đủ 2 lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm và live biết cho em nào. Chia sẻ cho em đầy đủ để em chốt luôn cho các mẹ nhá. Mẹ nào chia sẻ thiếu chia sẻ bổ sung cho em 2 phút cuối đấy ạ. Em sẽ dừng lại với giá. Rồi ok em sẽ like áo rồi nhá. Em sẽ dừng lại với giá là 35k để kiểm tra đi ạ. Có rất là nhiều mẹ chia sẻ thiếu thì bên em sẽ phải kiểm tra đã nhá. Bên em sẽ dừng lại với giá 35k để kiểm tra rõ ràng cho các mẹ. Mẹ nào chia sẻ đủ rồi thì dừng lại cho em để bên em chốt đơn. Mẹ nào chia sẻ thiếu chia sẻ bổ sung luôn cho em. Chị Lê Thành ơi, bên em sẽ kiểm tra lại một lượt nhá. Bên em sẽ kiểm tra lại một lượt. Mẹ nào đã chia sẻ đầy đủ rồi thì bên em sẽ chốt cho mình được không ạ? Rồi bây giờ em tiếp tục xả áo khoác bò đi ạ. Áo khoác bò nốt lông nhá, áo khoác bò nốt lông này ạ, à. Áo khoác bò nốt lông cừu đi ạ, à. Áo khoác bò nốt lông cừu này xả với giá 130 một áo bò đi ạ. À. Rồi mẹ nào đã chia sẻ đầy đủ rồi thì dừng lại cho em để bên em chốt đơn được không ạ? À? Bên em sẽ kiểm tra nhá, vì có quá nhiều mẹ chia sẻ thiếu là bên em sẽ phải kiểm tra ra. Còn mẹ nào đã chia sẻ đủ thì bên em sẽ chốt từ A tới Z cho các mẹ yên tâm nhá. Rồi ok nào, đây ạ, à. Áo quần bò này 100 mốt một quần, mẹ nào mua 2 quần xả 99k một quần nhá. 100 mốt
một quần nhé. Mẹ nào mua hai quần giá 99k, áo khoác bò giá 131, áo khoác bò nót lông nhá. Áo khoác bò nót lông cừu nhân tạo giá 130. Áo khoác đi này không có 40 cân đâu ạ, chỉ có từ 7 đến 26 cân nhá. Áo khoác bò đủ size từ 7 đến 26 cân, đặt hàng nhanh tay giùm em. Ok, chị lấy hai áo cho em xin đầy đủ cân nặng cộng số điện thoại. Mẹ nào đã chia sẻ đầy đủ rồi thì dừng lại cho em để bên em chốt nhá. Ok chị Mimi nhỏ ạ, bên em sẽ bên em nhân viên sẽ chốt cho mình ạ. Bên em sẽ kiểm tra từ đầu đến cuối để chốt cho mình nhá. Các mẹ dừng lại với giá 35k để bên em kiểm tra nào. Bây giờ em sẽ like quần bò đây ạ, quần bò 101 một quần nhá. Mẹ nào mua hai quần em giảm giá còn 99k trên quần đi ạ. Mẹ nào mua hai quần em giảm giá còn 99k trên quần nhá. Áo đây ạ, áo bò xả với giá là 131, áo bò nót lông nhá. Ai áo bò này nót lông cừu nhân tạo, đặt hàng nhanh tay giùm em. Ok chị lấy hai quần đúng không ạ? Chị lấy hai quần em nhanh tay, chị Nephi ơi áo này còn nhá. Rồi mẹ nào đặt hàng chị bé heo ơi, chị lấy hai áo gì chị ghi rõ giùm em chị bé heo ơi. Rồi ok chị Thu Thủy, áo khoác bò xám bao nhiêu cân chị Thu Thủy ơi? Quần bò này đang giảm đấy chị ơi, 101 một quần. Mẹ nào mua hai quần em giảm giá còn 99k nhá. Mẹ nào mua combo hai quần giảm giá còn 99k trên quần đấy ạ. Mẹ nào mua combo hai quần giảm giá còn 99k trên quần nhá. Một quần là 101, mẹ nào mua hai quần em giảm giá còn 99k. Chị Lê Nguyễn ơi, chị lấy hai áo gì ghi rõ giùm em. Ok chị Trọng Bích nào lấy áo bò bao nhiêu cân ghi rõ giùm em. Chị Trọng Bích cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Quần này cả trai cả gái đều mặc được nhá. Quần này cả trai cả gái đều mặc được luôn. Từ 7 đến 28 cân ạ. Quần này từ 7 đến 28 cân. Chào biển nhớ. Ok chị lấy bốn quần cho em xin đầy đủ số điện thoại có địa chỉ nhá. Chất bò mềm mại co giãn và không phai màu. Rồi mẹ nào đã chia sẻ đầy đủ rồi thì dừng lại cho em để bên em kiểm tra nhá. Rồi con gái con trai đều mặc được chị Su Su ạ. Con gái con trai đều mặc được chị Su Su nhá. Rồi ok chị đấy ạ. Quần này co giãn chị ơi, quần này chất bò mềm mại co giãn và không phai màu nhá, cực thích luôn. Rồi ok chị lấy bốn quần cho em xin đầy đủ cân nặng cộng số điện thoại nào. Rồi chị bé heo ơi, chị ghi cho em nào, áo bò cộng cân nặng đi ạ. Áo bò cộng cân nặng, áo ren này 131, áo đủ size từ 7 đến 26 cân. Ok chị Thu Thủy 14 cân, cho em xin đầy đủ số điện thoại của địa chỉ nào. Chị áo cưới lễ Tân ơi 32 cân không còn. Áo khoác bò đen bao nhiêu cân đây chị Thiên Nhi ơi? Chị lấy áo khoác bò đen cho bé bao nhiêu cân ghi rõ giùm em ạ. Dạ không ạ, áo quần bò này là quần bò thường nhá, quần bò rin thường nhá. Quần bò này 101 một quần, mẹ nào mua hai quần em giảm giá còn 99k trên quần. Lấy hai. Rồi ok, mẹ nào đặt hàng lấy hai màu đen rồi ok chị Thiên Nhi cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Thiên Nhi ơi. Lấy hai quần chị Thiên Nhi cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nào. Ok, áo này cả trai cả gái đều mặc được nào. Ok chị lấy hai quần đúng không ạ? Ok chị Hạnh nào, chị Hạnh cho em xin đầy đủ địa chỉ nào chị Hạnh ơi. Rồi ok, lấy nhanh tay giùm em, chia sẻ đầy đủ giùm em nhá. Rồi ok ạ, chị Trang ơi, chị Trang Trần cho em xin đầy đủ địa chỉ nào chị Trang Trần ơi. Cho em xin đầy đủ địa chỉ nào chị Trang Trần ơi. Ok chị Lê Luyến lấy hai quần và một chị Lê Luyến cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nhá. Quần bò này 101 một quần, mẹ nào mua hai quần em giảm giá còn 99k. Chị Su Su ơi, áo bò này cả trai cả gái đều mặc được. Ok chị Triều Hà Linh lấy hai quần 24 cân cho em xin đầy đủ địa chỉ nào. Rồi ok chị lấy 6 quần luôn đúng không ạ? Chị lấy 6 quần cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. Quần bò 101 một quần, mẹ nào mua hai quần em sẽ giảm giá còn 99k. Chị Hoàng Thúy ơi đúng rồi, cho chị nào mua hai quần nhá. Mẹ lấy hai quần thì là 99k trên quần chị Hoàng Thúy nhá. Rồi ok, thấy Triều Thùy rồi ạ. Rồi chị 35kg thì không còn rồi chị ơi, quần này 101 một quần. Mẹ nào mua hai quần giảm giá còn 99k một quần nhá. Ok ạ, quần bò này dày dặn co giãn và không phai màu. Rồi ok ạ. Rồi ok, đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại của địa chỉ nào. Chị Bon Ben cho em xin đầy đủ địa chỉ nhá. Áo khoác bò 25 cân rồi ok, chị Nguyễn Lan Trường cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Áo khoác bò xá 131, áo khoác bò thấy Thu Thảo rồi ạ, 131 áo khoác bò nhá. 131 áo khoác bò đặt hàng. Chị Hoàng Thùy ơi, áo khoác bò này ạ. Áo khoác bò này nhà em là 131 áo chị Hoàng Thùy nhá. Áo khoác bò 131 áo. Ok chị Bùi Quỳnh lấy hai quần cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Bùi Quỳnh ơi. Chị Bùi Quỳnh lấy hai quần cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Bùi Quỳnh ơi. Chị rồi ok, chị Bùi Quỳnh cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Chị lấy bốn quần đúng không ạ? Chị lấy bốn quần cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Chất bò mềm mại co giãn và không phai màu. Chị Nhàn Vinh ơi, em ở Hà Nội nhé. Rồi ok ạ, hai áo. Rồi ok ạ, chị Triều Thủy ơi, bên em có nhân viên cho mình hai áo rin chị Ninh Lê ơi, cho em xin đầy đủ số điện thoại ạ. Hai áo rin cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nào. Ok chị Hành Khuất tôi ạ. Chị lấy hai áo bò đúng ạ. Rồi ok chị luôn nhá. Áo bò này 131 áo. Mẹ nào đặt hàng nhanh tay giùm em, 131 áo bò đặt hàng luôn cho em. 40 cân không còn rồi ạ. Chị Linh Lê cho em xin đầy đủ số địa chỉ nhá chị Linh Lê ơi. Rồi áo bò màu xanh cho bé 25 cân rồi ok chị Lê Lan Trường lấy hai cái rồi ok ạ. Mẹ nào đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại. Áo cho bé 12
Sản rồi, ok chị ơi. Dạ không chị ơi, 130 một áo nhá. Ok chị ơi, này hai áo khoác bò xám rồi. Ok chị Thiên Nhi cho em xin đầy đủ địa chỉ. Áo khoác bò này nhà em đủ size từ 7 đến 20 26 cân rồi. Ok. Rồi đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Áo khoác bò này xả với giá là 130 một áo khoác bò nó lông. Ok, áo khoác đi 16 cân ở Bình Định. Ok chị ạ. Một áo một quần chị Candy Trần cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá chị Candy Trần nhá. Chị Phan Đăng rồi. Ok, chốt Phan Đăng ở Nam Định ạ. Rồi quần bò này 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k đi ạ. 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần giảm giá còn 99k. Cho chị một hai quần màu đen đúng không ạ? Chị lấy 2 quần màu đen ok chị ạ. Rồi ok chị lấy 2 quần áo bò đen 9 cân chị dâu tây cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị dâu tây ơi. Áo bò 130 dâu tây cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá. Rồi ok chị Triều Hà Linh ạ. Ok chị Triều Hà Linh ạ. Lấy cho chị 4 quần ok chị Luyến Tuấn nào chị Luyến Tuấn ơi cho em xin đầy đủ địa chỉ nhá. Lấy 4 quần đúng không ạ? Ok chị ơi, chị lấy 2 quần cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. Quần bò này có 8 cân chị Nhật Kim nhá. Quần bò này đủ size từ 7 đến 28 cân ạ. Quần bò này đủ size từ 7 đến 28 cân, cả trai cả gái đều mặc được nhá. Cả trai cả gái đều mặc được luôn, quần này rất là đẹp. Rồi áo này 130 một áo, em hiện tại đã giảm kịch sàn rồi ạ. Hiện tại áo này em đã giảm không nãi rồi nhá. Mẹ nào đặt hàng nhanh tay giùm em. Áo bò này được lót nông cừu nhân tạo ạ. Áo bò này được lót nông cừu nhân tạo nhá. Các chị nhanh tay đặt hàng luôn cho em. Xả với giá là 130 một áo khoác bò lót lông đẹp. Lót nông cừu nhân tạo. Quần bò này có 8 cân nhá. Chất bò dày dặn co giãn và không phai màu. Ok chị Hàn Ninh nào, chị lấy một áo bò 20 cân chị cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. Áo này cả trai cả gái đều mặc được. Ok chị lấy 2 quần cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ. Ok chị dâu tây cho em xin đầy đủ địa chỉ nào. Chị Su Su ơi cho em một bộ xanh đồ. Ok Su Su cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá chị Su Su nhá. Rồi ok nào, bò xanh cho bé 28 cân chị ơi, quần này có 28 cân, quần áo này quần chỉ đến 26 cân thôi chị Hoàng Hảo Phạm nhá. Rồi mẹ nào lấy quần bò hay là lấy áo bò nhanh tay giùm em ạ. Cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng cân nặng luôn ạ. Áo khoác bò được lót lông cừu nhân tạo cực đẹp nhá. Rồi ok là áo khoác dạ, đây là áo dạ ép hàn đấy ạ. Áo dạ ép hàn này xả với giá là 99k một áo dạ ép hàn, em ở Hà Nội nhá, chị Đan Bùi nhá. Áo khoác dạ ép hàn này xả với giá 99k. Chị Hạnh Phúc áo ơi, chị lấy màu gì, chị lấy áo màu gì chị ghi rõ giùm em. Chị Hạnh Phúc áo ơi, chị lấy áo bò 16 cân đúng không ạ? Chị cho em xin đầy đủ địa chỉ nhá chị Hạnh Phúc áo nhá. Rồi ok nào. Đây là áo dạ ép hàn này xả với giá 99k một áo dạ ép hàn đây các mẹ nhanh tay giùm em nhá. Áo dạ ép hàn rồi, ok, áo khoác phao cho em tí nhá. Áo dạ ép hàn này xả với giá 99k một áo. Cả bạn trai bạn gái đều mặc được. Ok chị Ninh Lê hai áo một quần đúng không ạ? Ok chị Ninh Lê ở phố Tân Kỳ ạ. Rồi ok ạ. Rồi đặt hàng luôn áo bò cho bé 11 và 12 cân có luôn nhá. Chị Du Ki Trần ơi có 11 và 12 ký ạ. 6 tuổi vừa nhá. Áo cưới lễ tân ơi. Áo quần bò này đủ size từ 7, áo bò này đủ size từ 7 đến 26 cân. Ok chị Hận Ninh rồi ở Quảng Bình ạ. Rồi ok chốt dâu tây nhá. Rồi mẹ nào áo bò đủ size đủ số từ 7 đến 26 cân nào, chị Du Kim Trần ơi cho em xin đầy đủ số điện thoại chị nhá. 11 12 cân em có nào. Em ở Hoàng Mai Hà Nội chị ơi. Quần bò không có 33 kg ạ. Áo bò này đủ size từ 7 đến 26 cân nhá. Đây là áo bò được lót lông cừu nhân tạo ạ. Áo bò này được lót lông cừu nhân tạo nhá, rất là đẹp luôn, chỉ với giá 130 thôi. Hôm nay em đã giảm cực rẻ cho các mẹ luôn nhá. Rồi áo dạ này đủ size từ 7 đến 30 cân nhá. Áo dạ này đủ size đủ số từ 7 đến 30 cân nên mẹ nào đặt hàng nhanh tay giùm em nhá. Áo dạ này màu xanh, màu nâu và màu be này với giá là chỉ với giá là 199k một áo dạ thôi. Mẹ nào đặt hàng áo dạ này nhanh tay giùm em nhá. Về cực đẹp luôn, chỉ với giá 99k một áo khoác dạ thôi. Áo khoác bò này em đang xả 130 chị ơi. Áo khoác bò này đang xả 130 chị nhá. Rồi đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Chị lấy hai áo khoác bò đúng không ạ? Chị lấy hai áo khoác bò cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Áo khoác bò này xả 130 nhá. Khoác bò này chỉ đến 26 cân thôi, không có 30 cân đâu chị Thùy Diễm ơi. Rồi ok chào chị Nguyễn Thu Nương ạ. Quần bò 16 kg có nhá chị ơi. Quần bò này 16 kg mặc đẹp luôn chị Su Su nhá. Rồi áo khoác bò là 130 chị Vân Dương ơi. 130 một áo khoác bò lót lông cừu nhân tạo ạ. Lót lông cừu nhân tạo nhá. 130 một áo khoác bò lót lông cừu nhân tạo đây. Rồi ok chị áo cưới lễ tân cho em xin đầy đủ địa chỉ luôn nào. Rồi đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ. Áo bò 130 một áo, đúng size từ 7 đến 26 cân đi ạ. Quần bò 101 một quần nhá. Quần bò 101 một quần nào, mẹ nào đặt 2 quần em giảm giá còn 99k đi ạ. 101 một quần, mẹ nào đặt 2 quần em giảm giá còn 99k một quần thôi ạ. Rồi ok chị Hoàng Khánh nào, em không có Shopee đâu ạ, nhanh tay giùm em ạ.
Dạ không chị nhá. Ok chị lấy hai quần và hai áo cho em xin đầy đủ cân nặng cộng số điện thoại nhá. Rồi quần này 101 một quần, mẹ nào mua hai quần em giảm giá còn 99k một quần đi ạ. Rồi áo khoác bò đi ạ. Áo khoác dạ này em đang xả với giá nào? 99k một áo khoác dạ. Rồi ok chị su su cho em xin đầy đủ địa chỉ ạ. Rồi đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại của địa chỉ nhá. Chị Linh Lê ạ. Cho bé 4 tuổi ok chị Linh Lê nhá. Rồi ok chị lễ tưới lễ tân ạ. Áo khoác phao này em đã hiện tại đã dừng bán rồi ạ. Áo khoác phao em còn đúng một màu, còn size lớn thôi chị nhá. Chị Nguyễn Nguyệt rồi ok cho chị một bộ xanh 18 ký nha. Ok chị Nguyễn Nguyệt ạ. Nguyễn Nguyên Nguyên rồi ok chị Nguyên Nguyên nhá. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ được không ạ? Áo khoác dạ này xả với giá 99k, áo khoác dạ ép hàn nhá. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ ạ. Áo dạ ép hàn xả với giá 99k một áo dạ ép hàn. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào? Mẹ đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại của địa chỉ nhá. Áo khoác dạ xả 99k một áo khoác dạ đây ạ. Mẹ nào đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nhá. Rồi đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nào. Áo khoác dạ ép hàn xả với giá 99k một áo dạ ép hàn nhá. Áo da đây ạ. Áo da này, áo da màu đen, áo da này 130 một áo khoác da đây ạ. Áo khoác da màu nâu này còn từ 10 đến 25 cân nhá. Hai quần ok chị Huế Nguyễn lấy hai quần cho em xin đầy đủ số điện thoại chỉ nào chị Huế Nguyễn ơi. Rồi quần này cả trai cả gái đều mặc được nhá. Áo khoác da màu nâu còn từ 10 đến 25 cân đi ạ. Áo khoác da màu nâu này em còn từ 10. Áo khoác bò rồi ok cho em một áo khoác bò ok chị Trần Phú. Ok chị Hoài Khanh cho em, Hoàng Khanh cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Hoài Khanh ơi. Chị Hoàng Khanh cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá chị Hoài Khanh ơi. Quần bò này 101 một quần, mẹ nào mua hai quần em giảm giá còn 99k nhá. Cái gì đấy chị Quất Anna ơi, phát lại gì đâu chị ơi? Hôm nay là thứ năm mà chị. Phát lại gì? Trời ơi sao chị nói còn cười đấy. Rồi ok, áo khoác Vin bao nhiêu? Áo khoác Vin nào? Bây giờ là 16:31 phút mà chị. Sao chị lại nói em phát lại? Em đang phát trực tiếp xả đồ đấy chị ơi. Rồi ok nhá, 19kg rồi ok chị ơi. Chị Đặng Dung cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Quần bò này 101 một quần, mẹ nào mua hai quần em giảm giá còn 99k. Quần bò này 101 một quần nhá, mẹ nào mua hai quần em giảm giá còn 99k một quần thôi ạ. Cả bạn nam bạn nữ đều mặc được, đủ size từ 7 đến 28 cân đi ạ. Áo khoác da nhá, áo khoác da màu nâu này ạ. Áo khoác da màu nâu này em còn size từ 10 đến 25 cân. Còn áo khoác da màu đen này em còn từ 17 đến 25 cân nhá. 130 một áo khoác da Gucci đấy ạ. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. 130 một áo khoác da Gucci ạ. Không còn 28 cân đâu chị Sương Phan ơi. Rồi quần bò này 101 một quần ạ. Mẹ nào mua hai quần em giảm giá còn 99k nhá. 101 một quần, mẹ nào mua hai quần em giảm giá còn 99k nào. Mẹ nào đặt hàng cho em xin đầy đủ cân nặng cộng số điện thoại được không ạ? Mẹ nào đặt hàng cho em xin đầy đủ cân nặng cộng số điện thoại nhá. Quần bò này 101 một quần, mẹ nào mua hai quần giảm giá còn 99k một quần nhá. Rồi áo khoác đây ạ. Áo khoác đây là áo khoác dạ xả với giá 99k một áo khoác dạ. Lấy hai quần hai màu ok chị Thái Nguyễn nào. Chị Thái Nguyễn chị lấy cho bé bao nhiêu cân chị ghi rõ giùm em chị Thái Nguyễn nhá. Ok, áo khoác kaki hiện tại chỉ còn màu vàng thôi chị nhá. Áo khoác da 12 cân ạ. 12 cân hiện tại chỉ còn màu nâu thôi nhá. Chị chip chuột ơi, 12 cân hiện tại chỉ còn màu nâu thôi chị chip chuột nhá. Rồi ok chị Thái Nguyễn cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nào chị Thái Nguyễn ạ. Mua cả bộ bò là 240 chị kim tiền nhá. Rồi ok, đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. Áo khoác da nâu này có 12 cân chị chuột chip nhá. 130 một áo ạ. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Ok chị Johnny Hạnh lấy áo khoác da cho bé 10 cân cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Johnny Hạnh nhá. Rồi 28 cân ạ. 28 cân là áo này chị ơi, 28 cân là áo dạ ép hàn nhá. Áo dạ ép hàn có 28 cân chị Hoàng Khanh ơi. Rồi ok, áo khoác phao đỏ nhà em đã hết rồi chị ơi. Chị Su Su ơi, áo khoác phao đỏ nhà em hết rồi chị Su Su nhá. Rồi ok nào, áo khoác phao chỉ còn đúng màu xám thôi ạ. Màu xám này nhà em còn mấy cái nữa thôi ạ. Rồi mẹ nào đặt nhanh tay giùm em nhá. Áo khoác dạ ép hàn xả với giá 99k một áo dạ ép hàn đi ạ. Mẹ nào đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại đi chị ạ. Màu đen này không còn 12 cân rồi, màu đen này chỉ còn trên 17 cân thôi chị chuột chip ạ. Chị lấy màu nâu thì lấy thôi, áo dạ 30 cân ạ. Chị Trần Kim Liên cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Áo khoác bò này 130 một áo khoác bò nhá. Đặt hàng cho em ạ. Áo da 17 ký quần cá hai màu đi ạ. Chị giờ Roy ơi, chị lấy màu gì cho bé ạ? Áo khoác da này 17 ký thì quần cá hai màu nhá. Chị lấy màu gì cho bé cũng được nhá, màu đen hoặc là màu nâu ạ. 130 một áo nhá.
Chị giờ này, chị giờ roi đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại cùng địa chỉ nhá. 37 cân không có rồi, áo khoác rồi, ok chị Johnny Hạnh cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Thấy Kiều Kim rồi ạ. Màu xám rồi, màu xám còn size lớn lắm chị Su Su ơi. Rồi ok chị Nhi Kiêu ạ. Đấy em hai quần bò 20 cân. Chị Nhi Kiêu cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nha chị Nhi Kiêu ơi. Cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Nhi Kiêu ơi. Bé đen ạ. Bé đen ơi chị à, lấy áo đin 25 cân đúng không ạ? Chị cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nha chị bé đen nhá. Chị Nhu Kiêu cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. Ok chị Xuyến Noria ơi, chị Xuyến Noria ơi cho em xin đầy đủ cân nặng cộng số điện thoại cộng địa chỉ nhá chị Xuyến Noria nhá. Rồi áo khoác bò này xả với giá là 130 một áo khoác bò. Nhà em đủ size từ 7 đến 26 cân. Chị bé đen ơi chị cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ ạ. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nhá. Rồi ok chị Hậu Tina một áo khoác da lâu một quần bò cho bé 13 cân rồi ok chị Quảng Ngãi nhá. Rồi đặt hàng luôn cho em ạ. Rồi cho em xin đầy đủ số điện thoại một quần đi một áo khoác đi rồi. Dạ 30 cân nhà em không có đâu ạ. Chị Hương Heo ơi 30 cân áo khoác đi không còn nhá. Chị Nhi Kiêu cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nhá chị Nhi Kiêu ơi. Rồi áo khoác phao đi ạ. Áo khoác phao màu xám nè, áo khoác phao màu xám nha, 150. Ok chị áo cưới lễ tân lấy hai quần cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá. Chị áo cưới lễ tân rồi ok cho chị áo cưới lễ tân thêm hai quần nữa. Áo khoác phao này quần từ 15 đến 26 cân chị Su Su ơi có 16 cân nhá. Áo khoác phao này siêu nhẹ và siêu ấm nào chị Su Su này có lấy không ạ? Chị lấy luôn cho em nhá. Chị Hồng Nì Nợm ơi có 15 cân chị Hồng Nì Nợm cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Hồng Nì Nợm ơi. Áo khoác da đen 10 cân hết rồi ạ. Cho mình một áo da màu nâu 17 ký nhé. Chị The Roy ơi, chị cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị The Roy ơi. Chị Nhi Kiêu cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá. Cho em xin đầy đủ địa chỉ ạ. Áo khoác phao xám này nhà em còn từ 15 đến 25 cân nhá. Áo khoác da siêu nhẹ và siêu ấm ạ. Áo khoác này siêu nhẹ và siêu ấm nhá. Còn từ 15 đến 26 cân ạ. Áo khoác phao màu xám còn từ 15 đến 26 cân. Chị Su Su có lấy áo khoác phao màu xám này thì ok cho em một cái nhá. Ok chị Johnny Hạnh ạ. Ok chị Johnny Hạnh. Ok chị Xuyến Noria. Rồi ok áo đi màu xám 15 cân chị Hồng Nì Nợm cho em xin đầy đủ địa chỉ nào chị Hồng Nì Nợm nhá. Rồi mẹ nào đặt hàng 30 cân chỉ còn áo khoác dạ thôi ạ. Chị Hồng Nì Nợm cho em số điện thoại nhá, 150 một áo chị Su Su áo khoác ấy, combo một áo da một quần bò nhé. Rồi ok chị giờ roi ạ, chị giờ roi cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Áo khoác phao này còn từ 15 đến 26 cân ạ. Áo khoác phao này còn từ 15 đến 26 cân nhá. Bán là 150 một áo khoác phao đấy ạ, siêu nhẹ và siêu ấm nhá. Áo khoác phao này 150 một áo siêu nhẹ và siêu ấm đấy ạ. Áo đin xám còn chị ơi, áo đin xám này còn nhá, từ 7 đến 26 cân ạ. Áo đin xám này còn từ 7 đến 26 cân nhá. 130 một áo nào chị Hồng Nì Nợm cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ ạ. Áo đin này còn 15 cân nhá. Chị Dương Sốc Boy ơi, chị Dương Sốc Boy ơi có 15 cân đấy ạ. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. Áo khoác da nhà em nhá. Áo khoác da này có 25 cân còn cả hai áo đấy ạ. Áo khoác 25 cân còn cả hai màu. Chị Tiên ơi, chị lấy màu gì cho bé chị ghi rõ giùm em. Áo khoác da này 130 nhá. Màu nâu này còn từ 10 đến 25 cân, màu đen này còn từ 17 đến 25 cân thôi ạ. Chị Tiên ơi, màu đen này em còn đúng 4 cái nữa. Chị Tiên đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá chị Tiên nhá. Rồi ok chị Châu Hoàng cho mình một cái áo khoác ren 18 cân ạ. Chị Châu Hoàng đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chỉ nhá. Áo khoác ren 19 cân còn chị ơi, đủ size từ 7 đến 26 cân chị Luân Nê nhá. Đủ size từ 7 đến 26 cân áo khoác ren đẹp đủ size nhá. Áo khoác ren đang cầm là 12 kg mặc đẹp nhá. Chị Châu Hoàng ơi, 18 cân có chị Luân Nê ơi, 19 cân có đặt hàng luôn cho em ạ. Chị ơi, đủ size từ 7 đến 26 cân các mẹ hoàn toàn yên tâm nhá. Không đúng size đúng số các mẹ trả lại cho em được không ạ? Áo khoác ren này các mẹ không đúng size đúng số các mẹ trả lại luôn cho em. Nhà em đảm bảo đúng size đúng số nhá. Rồi ok chị Lê Nguyễn ạ. Rồi chị Dương Soboy ơi, áo này xả với giá là 130 một áo. Chị Dâu Tây ơi, chị không chị ơi. Áo trời ơi, áo quần bò đấy ạ. Quần bò này là mới combo nhá. Quần bò này là 101 một quần, mẹ nào mua hai quần em giảm giá còn 99k nhá. Quần áo khoác này nhà em 130 đã xả kịch sàn rồi ạ. Đây là áo khoác bò lót nông cừu nhân tạo nhá. Em không bán rẻ hơn được đâu chị nhá. 130 đã không có lãi rồi ạ. Quần phí vận chuyển các thứ nó em không giảm giá được áo khoác bò này đâu ạ. 130 một áo đúng giá em bán nhá. Đã giá kết rất là áo này em đã giảm kịch sàn rồi, không thể giảm hơn được nữa. Ok chị Thanh Lê nào, áo khoác phao cho bé hai quần đúng màu xám thôi chị nhá.
Chị đặt thì đặt thôi. Quần bò này 101 một quần, mẹ nào đặt 2 quần thì em giảm giá còn 99k nhá. 101 một quần đấy ạ. Mẹ nào đặt 2 quần thì em giảm giá còn 99k nhá. Quần bò này thì mẹ nào mua 2 quần thì em giảm tiếp cho các mẹ còn 99k trên quần đấy ạ. Bình thường em bán là 150 một quần nhá. Áo khoác ri này 130, chị Hồng Minh Nguyễn ơi, 130 một áo khoác ri này ạ. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. 130 một áo khoác ri nhá. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Quần 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần thì em giảm giá còn 99k. Các mẹ thông cảm là áo khoác ri này được lót nông cừu nhân tạo nên là nó sẽ cao hơn áo khoác ri bình thường đấy ạ. Nên là em thì hôm hiện tại này, hiện tại là em đã xả kịch sàn và không lấy lãi một đồng nào rồi. Quần bé hạ, quần bò này có 22 kg nhá. Chị Trang Nguyễn ơi, quần bò này đủ size đủ số từ 7 đến 28 kg. Quần bò này là quần bò thường, không phải là quần bò lót nông nhá. Quần bò này dày dặn co giãn và không phai màu ạ. Quần bò này đủ size từ 7 đến 28 kg ạ. Mẹ nào đặt một quần là 101, còn mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k trên quần nhá. Mẹ nào đặt quần này cho em nhanh tay giùm em ạ. Quần này hiện tại còn đúng 10 quần nữa. Quần này 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k đấy ạ. 99k một quần, cả trai cả gái đều mặc được nhá. Quần bò này cả trai cả gái đều mặc được ạ. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nhá. Rồi ok, bộ bò đấy ạ, bộ bò Gucci nhá. Bộ bò Gucci này 150 một bộ bò Gucci đấy ạ. Bộ bò Gucci nhá, mẹ nào muốn mua bộ bò thì có thể mua bộ này được. Áo này cả nam cả nữ đều mặc được, chị Hồng Minh Nguyễn nhá. Hai quần cho bé 15 và 20 kg mặc đẹp luôn chị ạ. Chị Thanh Lê ơi, quần cho bé 15 và 20 kg mặc đẹp luôn nhá. Nhà em đủ size từ 7-28 cân ạ. Chị Thanh Lê đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Thanh Lê ơi. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nha chị Thanh Lê nhá. Đủ size đủ số từ 7 đến 28 cân, bé nhà mình 15 và 20 cân mặc ok luôn nhá chị Thanh Lê nhá. Cho em xin đầy đủ số điện thoại ạ. Rồi em ở ship Bắc Giang là 30k chị Thảo Cao nhá, xôi em ở Hà Nội chị ơi. Rồi bộ bò Gucci này 150 một bộ bò Gucci ạ. Bộ bò Gucci này chất bò mềm mại co giãn và không phai màu nhá. Đang xả rất rẻ. 350 xả quần 150 đấy ạ. 350 xả quần 150 nhá. Đặt hàng chị Thu Thảo Nguyễn, bé nhà mình bao nhiêu cân ạ? 350 xả còn 150 một bộ thôi ạ. Bộ bò Gucci nhá, bộ bò Gucci 150 một bộ đấy ạ. Dạ không đâu, em còn đúng một mẫu đấy thôi chị Hạnh Phạm ơi. Em còn đúng mẫu này thôi ạ. Mẫu này đang xả rất là rẻ, nó cũng giống như mẫu kia thôi, không khác gì đâu chị ạ. Rồi ok nào, nhanh tay giùm em nhá. Một áo khoác màu xanh, một áo khoác xanh, một quần jean xanh 26 cân. Chị Hương Heo cho em xin đầy đủ địa chỉ ạ. Bộ bò Gucci này 150 một bộ đi ạ. 350 xả còn 150 nhá. Chị Kim Huế ơi, em thấy rồi ạ. Em thấy comment của mình rồi ạ. Rồi đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Áo khoác và bộ quần Gucci 150 một bộ nhá. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nào. Còn mẹ nào hỏi mẫu nào thì hỏi luôn cho em, mẹ đặt mẫu nào đặt luôn cho em nhá. Bộ đang cầm này đang giá là 150 một bộ đấy ạ. 150 một bộ bò Gucci, cả nam cả nữ đều mặc được nhá. 150 một bộ bò Gucci, cả nam cả nữ đều mặc được ạ. Đặt hàng rồi ok, chị Trái Tim Mong Manh cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá. Chị Trái Tim Mong Manh chọn màu bộ bò cho em màu xám hay màu xanh ạ. Chị Trái Tim Mong Manh cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nào chị Trái Tim Mong Manh ơi. Áo khoác da đen không còn 14 câu đâu, chuyển áo khoác da lâu giùm em đi ạ. Chị Trái Tim Mong Manh chuyển áo khoác da lâu giùm em nhá. Rồi ok chị Hồng Kim Nguyễn, rồi ok chốt Hồng Kim Nguyễn ở Đà Nẵng ạ. Lấy 26 cân luôn đi chị Hồng Kim Nguyễn ơi cho nó thoải mái. Rồi áo bò này, áo bò nốt lông này xả với giá là 130 nhá. Áo bò nốt lông cừu nhân tạo đây ạ. Áo bò nốt lông cừu nhân tạo xả với giá 130 một áo bò nốt lông cừu nhân tạo nhá. Rồi rồi ok chị Trái Tim Mong Manh ơi, áo khoác da này áo khoác da nhà mình ạ, nhà mình đổi màu nâu được không chị ơi? Trái Tim Mong Manh ơi, chị đặt trên line luôn giùm em nhá. 14 cân chị lấy áo da màu nâu được không ạ? Màu đen trên 17 cân thì còn thôi chị ạ. Áo khoác không còn 33 cân nữa ạ. Áo khoác bò này xả với giá 130 một áo khoác bò, đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. 130 một áo rồi ok chị Trái Tim Mong Manh cho em số điện thoại cộng địa chỉ ở trên live stream luôn được không ạ? Ok chị Trang Nguyễn, hai quần bò cho bé 14 cân và 24 cân, một áo bò cho bé 14 cân, một áo dạ lâu cho bé 24 cân. Chị Trang Nguyễn ơi, chị Trang Nguyễn cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Trang Nguyễn ơi, cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nha chị Trang Nguyễn nhá. Áo bò này 130 một áo khoác bò, đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. 130 đủ size từ 7 đến 26 cân ạ. Đặt hàng cho em xin
đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nào. Qua mẹ nào hoái mẫu nào thì hoái luôn cho em ạ. Mẹ nào đặt mẫu nào đặt luôn cho em nhá. Hiện tại là hàng nhà em đã gần xả hết rồi ạ. Hiện tại là kho nhà em đã gần hết rồi. Các mẹ nhanh tay đặt hàng giùm em nhá. 101 một quần bò, mẹ nào mua 2 quần em xả còn 99k đây ạ. 101 một quần bò, mẹ nào mua 2 quần em xả còn 99k. Chị ơi 15 và 18 cân các tất cả các mẫu đều còn nhá chị ơi. Chị Thằng Hề biết không ơi, nhà em có 18 và 15 đến 18 cân, nhà em tất cả các mẫu quần size ạ. Chị đặt mẫu nào đặt luôn cho em nhá. Quần bò là 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k. Chị Minh Nguyệt ơi 32 cân không còn mẫu nào còn đâu chị ạ. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nào. Qua mẹ nào hỏi mẫu nào thì hỏi luôn cho em, mẹ đặt mẫu nào đặt luôn cho em nhá. Nếu không có mẹ nào đặt mẫu nào là em xin phép nghỉ nay để chốt đơn đấy ạ. Qua mẹ nào hỏi mẫu nào thì hỏi luôn cho em, mẹ đặt mẫu nào đặt luôn cho em nhá. Rồi ok chị Trang Nguyễn nhá. Ok chị Trái Tim Mong Manh ở Phú Thọ. Ok chị Trái Tim Mong Manh ở Phú Thọ nào. Qua mẹ nào hỏi mẫu nào, qua mẹ nào đặt mẫu nào đặt luôn cho em. Em ở Hà Nội chị ơi, Thằng Hề biết khóc nhá. Quần bò này 101 một quần, mẹ nào đặt 2 quần giảm giá còn 99k một quần đấy ạ. Qua mẹ nào đặt mẫu gì, mẹ nào hỏi mẫu gì luôn cho em ạ. Chị ơi áo khoác bò lót lông này 24 và 25 cân mặc đẹp, chị Tuyết Sương Nguyễn nhá. Áo khoác bò 26 cân, bộ bò Gucci 30 cân. Bộ bò nhà em không còn 30 cân, bộ bò này chỉ đến 28 cân thôi mẹ. Mẹ Minh Thanh Trần ơi chỉ đến 28 cân thôi ạ. Bộ bò Gucci này chỉ đến 28 cân thôi nhá, mẹ thông cảm giùm em. Áo phao cho bé 22 cân còn màu đúng màu xám nhá. Chị Thủy An ơi áo khoác phao em còn đúng màu xám thôi ạ. Còn từ 15 đến 26 cân thôi. Chị Thủy Anh lấy thì lấy cho em luôn nhá. Tại vì nhà em không còn đâu ạ. Dạ sáng mai ship được luôn chị ơi. Sáng mai ship luôn cho chị nhá. Chị Tuyết Sương Nguyễn đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Áo khoác phao này từ 15 đến 26 cân ạ. 150 một áo nhá. Còn đúng một màu xám thôi. Em bị cháy hàng áo khoác phao Nông Vũ này rồi. Hiện tại em đang bị cháy hàng áo khoác phao Nông Vũ này. Mẹ đã đặt áo phao thì đặt nhanh cho em thôi ạ. Chị Thủy Anh ơi bé nhà mình 22 cân nhá thì mặc vừa luôn ạ. Đặt hàng thì đặt luôn cho em nhá, nhà em còn size. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ ạ. Áo khoác bò này đủ size từ 7 đến 26 cân rồi. Ok chị Minh Anh Trần cho em xin đầy đủ địa chỉ đi ạ. Rồi áo khoác bò này xả với giá 131 áo khoác bò, đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. 131 áo khoác bò 42 ký không còn đâu ạ. Mẹ đặt áo khoác bò này cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá, từ 7 đến 26 cân. Áo khoác bò này đủ size từ 7 đến 26 cân đi ạ. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ từ 7 đến 26 cân nhá. Áo khoác bò này đủ size từ 7 đến 26 cân ạ. Qua mẹ nào hỏi mẫu nào thì hỏi luôn cho em, mẹ đặt mẫu nào đặt luôn cho em ạ. Nếu không có mẹ nào hỏi mẫu nào hay đặt mẫu nào thì em xin phép nghỉ nay để chốt đơn nhá. Nếu không có mẹ nào đặt mẫu nào hay hỏi mẫu nào thì em xin phép nghỉ nay để chốt đơn nào. Mẹ nào hỏi mẫu nào hay mẹ nào đặt mẫu nào đặt luôn cho em để bên em chốt đơn nhá. Nếu không có mẹ nào đặt mẫu nào nữa thì em xin phép là nghỉ nay để chốt đơn cho các mẹ. Mẹ nào muốn mua mẫu gì, muốn đặt mẫu nào thì có thể nhắn tin cho em qua Messenger để em tư vấn size số cụ thể cho các mẹ được không ạ? Chị Hậu Thị Na ơi, áo thun em không có rồi ạ. Đó ok nhá, em chào các mẹ nhá.